Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy kính chào mấy con. Thầy kính chào toàn thể chư vị thiền hữu tri thức gần xa. Đây là chương trình mỗi ngày một mẫu chuyện thiền. Sáng nay là ngày 13 tháng 7 năm 2018. Con đang ở tại lầu 3 của chùa Giác Ngộ. Trước khi vào mẫu chuyện cũng như là nội dung được kể, con thỉnh mọi người ngồi hít thở vài hơi, thả lỏng cơ thể mình ra và ý thức là sự hiện hữu của sự sống của mình ở bên trong cũng như bên ngoài, đủ để cho mình buông tất cả trong chốc lát mọi mệt mỏi, để cho phép mình quay về hiện tại và thưởng thức một hơi thở vào, một hơi thở ra bằng đơn thuần một sự sống hiện hữu, không có một cái lo nghĩ gì về sự sống đó. Một hơi thôi, để thấy mình sống và thấy sự sống đang đi vào và yểm trợ năng lượng sống của mình được bình yên. Rồi, bây giờ mấy con sẵn sàng nghe câu chuyện nha. Ok. Mẫu chuyện được kể với cái nội dung là tranh đấu để có một đêm ngủ lại. Mẫu chuyện rất là hấp dẫn thế này nè. Cái thời gần, cũng gần đây thôi, không quá xưa, ở Nhật Bản có một cái truyền thống là muốn ngủ lại một đêm ở cái chùa đó, một vị du tăng phải tranh luận và chiến thắng cái vị trụ trì của chùa đó. Hấp dẫn không? Kiểu đó mà thua là cứ mày bụi à. Thì ở một cái chùa nọ có hai sư anh sư em. Một người thì khá thông minh, thông thái và học thức. Một người thì quá khờ khệch, đần độn. Ngày kia có một vị du tăng đi ngang qua chùa, xin phép để ở lại và dĩ nhiên phải có một cuộc tranh luận. Và người sanh đêm đó là người học thức. Đêm đó anh ấy mệt, cho nên nói người xem là tối nay em hãy là tranh luận với vị sư kia. Nhưng nhớ một điều, hãy tranh luận trong im lặng. Nghe có vẻ bí hiểm rồi nè. Vị sư kia được thỉnh mời vào, hai người vào chánh điện và cuộc thảo luận đàm thoại một cách bí hiểm xảy ra sau đó mình không biết. Sau khi vị du tăng bước ra, vị sư anh ra và hỏi: anh gặp sư em của tôi, cuộc tranh luận thế nào? Tôi chịu thua sư em của anh rồi, của thầy rồi, vì anh ta quá thông thái. Thông thái sao, kể thử. Khi gặp nhau tôi giơ một ngón tay, ý có nghĩa là Phật. Thì sư em của ngài giơ hai ngón tay, ý nghĩa là Phật và Pháp. Ngài đúng không? Và khi tôi giơ ba ngón tay, ý tôi là Phật, Pháp và Tăng. Đấy. Thì sư em của ngài đưa một nắm đấm vào mặt tôi, có nghĩa là Phật, Pháp, Tăng, tất cả chỉ ở trong một, một trong tất cả. Tôi hết nói được và chịu thua. Quá cao thủ. Xong, vị du tăng ấy bỏ đi, bởi vì thua thì không được ngủ lại. Vừa bỏ đi thì sư anh quay vô phòng và người xem hậm hực chạy vô phòng mà nói: các ông du tăng ở đâu rồi? Ủa sao mà em hớt hải vậy? Anh vừa mới nghe là em đã chiến thắng ngoạn mục mà. Chiến thắng có con khỉ. Là sao, kể anh nghe cuộc tranh luận sao? Ông ta là kẻ tu hành mà thực ra rất là lỗ mãng. Vừa thấy em là giơ ngón tay, ý em là chỉ có một mắt thôi. Mà đúng là vị sư em này bị cụt một mắt, bị mù một mắt. Mới gặp em mà nhục mã em là người chỉ có một mắt. Em rất là tử tế như một người tu. Em giơ hai ngón lên, ý là em, tôi có một mắt nhưng mà sư thật là có phước đức có hai mắt. Nhưng ông ta không biết điều, lại sỉ nhục em lần nữa, lại giơ ba ngón tay lên là tôi có hai mắt, anh có một mắt, cộng là ba mắt. Và em tức quá chịu không nổi, cho nên em đưa ngón tay đấm vô mặt anh là liêu hồn, chứ là tôi giớt vô mặt ông đó. Rồi ông ta sợ quá bỏ chạy luôn.
câu chuyện kết thúc ở đó. Vậy mấy con coi thử cái bài học ý nghĩa gì mà chúng ta có thể rút ra để áp dụng và coi thử mình có ở trong hai cái trường hợp của người anh và người em này không nha. Vậy đây là cảm nhận của thầy. Cái thứ nhất là họ theo một cái truyền thống ngày xưa đó, tới giờ sao mình làm vậy đó là đi hết chỗ này đến chỗ kia du ngoạn để tìm ra một cuộc tranh luận, và thông qua sự chiến thắng đó nhà mình sẽ trở nên là được công nhận tu hành nhiều hơn, tâm linh nhiều hơn, theo cái truyền thống mà không hiểu về truyền thống và ứng dụng một cách khờ khệt như là một con nai sợ cái truyền thống, cho nên mình phải làm một cái gì đó ngày xưa bày thì người nay theo, theo mà không hiểu là nó tạo nên một cái sự kẹt cưỡng hợm hỉnh. Giống như ngày nay người ta đốt giấy tiền vàng mã, hay là những cái nghi lễ của đám ma chay, hay là những đám cưới, người ta làm mà người ta không biết vì sao, cái ý nghĩa gì. Mỗi cái truyền thống mà theo mang một cái nội dung nhất định, bắt nguồn từ cái ban đầu, mà nếu chúng ta không hiểu nó mà chúng ta nghĩ nó như là một cái truyền thống xưa bày nay làm một cách mù tịch thì đó là điều không nên. Chẳng hạn như vị sư anh này nè, cứ theo truyền thống đó mà vô tranh luận để thông qua là có một người sư em tuyệt vời quá, tôi phải cúi đầu thua cuộc để thể hiện rằng mình cũng là người biết truyền thống như vậy, cũng theo đúng nghi lễ như vậy, để thể hiện mình là cũng người du tăng, cũng hiểu biết, cũng đối đáp, rồi chịu thua thì cũng là bản lĩnh và đi ngủ bụi ý thế. Yes. Cho nên đôi khi mình theo một cái truyền thống nào đó, mình muốn chứng minh cái tôi mình là hiểu biết trong cái truyền thống đó cũng có nữa. Yes. Cho nên đôi khi một cái đám ma người ta làm nhiều thứ, một cái đám cưới ta làm nhiều thứ, một cái nghi lễ Phật giáo ta làm nhiều thứ, nó một cái tôn giáo ta có cái nghi lễ truyền thống, và ta cứ mù tịch theo cái truyền thống đó mà không hiểu biết cái nội dung và ứng dụng của nó, thì mình trở thành rất là hợm hỉnh, cuộc tranh cãi đó rất là kẹt cỡm. Nó thật sự làm trò hề cho người khác. Chứ hạn như bây giờ con cắt cái mái tóc đi, con cắt cái mái tóc xanh xanh đỏ đỏ vàng vàng, nó không còn là truyền thống ngày xưa, nhưng nó là một cái gì? Nó cũng tạo ra một cái xu thế của xã hội, mà con chỉ chạy theo cái xu thế nó cũng trở nên kẹt cỡm và lố bịch. Yes. Cái ý nghĩa thứ hai là trong một cái ngôi chùa, chùa là tượng trưng cho không phải là cái nơi thờ phượng. Chùa đó ban đầu nó là cái nơi mà có một cái tượng Phật như là một bậc thánh nhân, cái người mà từ là một con người phàm phu đau khổ như là Thái tử Sĩ Đạt Ta tu hành để trở thành một con người tên là Gautama Sakyamuni Buddha, là người giác ngộ. Giác ngộ ai? Người mê. Chứ cái người mê bây giờ họ hết mê gọi là họ ngộ. Như vậy chưa ngộ thì gọi là chúng sinh, còn ngộ rồi thì Buddha là tỉnh thức. Vậy ai mà ngộ thì được gọi là Buddha hết, là Đức Phật hết. Ở cái mức độ ngộ khác nhau, mức độ Phật khác nhau mà thôi. Ngộ hoàn toàn thì gọi là Phật Samma Sambuddha, chánh đẳng chánh giác. Thì ở đây á, là một cái ngôi chùa hay là một cái đền thờ hay là một cái chỗ tâm linh tu tập, ban đầu của nó theo Phật giáo là Phật tịch rồi thì phải có một vị cha để hình ảnh đó nhắc nhở cho mình, để cái năng lượng của họ đi vào mình và làm trỗi dậy cái năng lượng của họ ở trong mình. Lâu ngày đầy tháng cái người tu hành nó giữ tâm linh thanh tịnh, thân khẩu ý trang nghiêm, và đi đứng nằm ngồi của họ sống cái đời sống rất là cao thượng, khiến cho nó có gì đó thoát tục. Và cái người bên ngoài mà họ không có nhu cầu tu tập, họ vào bắt đầu họ không có nhu cầu tu, họ có nhu cầu cầu sinh. Lâu ngày đầy tháng cái sự cầu sinh đó nó trở nên cái chỗ tu hành kia trở nên cái chỗ mê tín. Yes. Và cái tượng Phật kia là cái đối tượng để mình cầu sinh, mình van xin hoài như vậy, cuối cùng cái cung và cái cầu nó phải đáp ứng, là người vô tu phải đáp ứng cho cái nhu cầu bên ngoài là cầu sinh, và nó phải trở nên cái người mà đáp ứng cho người mà cầu sinh kia, anh phải trở nên thông thái, anh phải trở nên kiến thức, anh phải trở nên hiểu biết, anh phải trở nên bí mật, anh phải trở nên một cách gì đó mà nó có vẻ khác thường, để người kia họ vào họ có một cái chỗ gì đó mà họ anh này nói tiếng Sanskrit này, anh này giỏi tiếng Hán này, anh này có thể đọc sớ này, anh này có thể làm một cái gì đó như là một cái thông điệp để mà truyền thông kết nối lên trên kia cái mình không biết.
Yes. Nó làm ra cái điều đó, nó khiến cho con người là kẻ mê mờ kia là ai? Là con người em là cục mắt, là mù một mắt, tức là con người mê mờ chỉ thấy một chiều, không có biết phán xét, không có biết suy tư, không có biết đánh giá, không có biết phân loại ra có nào đúng có nào sai. Người em là tượng trưng như người mê tín, là cái nhu cầu cầu sinh, cứ vài cái nài cái vang, cứ nương cứ tựa cứ cầu cứ sinh miết. Mê tín. Còn người anh là người thể hiện gì? Như người thông thái hiểu biết. Nhưng mà cái thông thái hiểu biết kiến thức này, nó là một cách ngụy trang, nó là một cách lợi dụng cái mê lầm của người kia để trở nên một cách mặc vô cho mình một cái chiếc áo hiểu biết thông thái theo kiểu là bằng cái lòng tham để dụ dỗ người. À, tức là cái ngôi chùa đầu tiên nó không có cái ý định là để lợi dụng, nhưng cuối cùng cái nhu cầu yếu đuối vào và cái sự đáp ứng là cần thiết, thành ra trong một cái chùa, ở trong một cái nhà thờ, ở trong một cái tôn giáo, ở trong một cái tín ngưỡng, tâm linh nó không còn hoàn toàn là chuyển hóa tâm linh nữa. Nếu như nó ở trong đó còn hai thứ, một là sự yếu đuối cầu sinh, và sự yếu đuối cầu sinh thì nó phải sinh ra một cái thứ ngược lại để đáp ứng cái sự yếu đuối cầu sinh đó, là người thông thái hiểu biết bí mật để mà thông qua đó người kia cầu sinh lên. Đấy đó, đó chúng ta thấy hàng ngày hàng giờ chúng ta thấy không, lúc nào cũng có người vô cầu sinh. Những cái người mà ở trong cái môi trường mà được cầu sinh đó, họ phải làm sao để mà làm cho cái tâm cầu sinh nương tựa ỷ ôi, không phải tin nương tựa mà nhân quả, mà cái nương tựa vào sự ban thưởng phát trừng phạt. Thì chúng ta là người tu, chúng ta có trách nhiệm là làm sao cho cái năng lượng nương tựa cầu sinh đâu của họ trở về và nương tựa cầu sinh với chính con người họ, chịu trách nhiệm với chính cái nhân quả của họ. Thì cái đó là mình không biến cái ngôi chùa tâm linh tu tập vốn là hoài bão của Thế Tôn cho thế gian này thành cái nơi mà mê tín để ngoại đạo sử dụng cái sự mê mờ một mắt của người em đại diện kia để mà bóc lột, để mà thống trị. Đó, ý nghĩa thứ hai là vậy. Ý nghĩa thứ ba ở đây á là người anh là người gì? Học thức, kiến thức, thông thái. Nhưng mà là sau một ngày học hành quá mệt mỏi. Tại sao người thông thái là mệt mỏi? No. Người thông thái thực sự không mệt mỏi. Người thông thái là thông dong. Nhưng ở đây, cái sự thông thái đây là ám chỉ cho một cái bụng kiến thức đóng bốn bức tường lại, ngồi trong đó lúc nào cũng chữ nghĩa và suy nghĩ. Và khi đóng bức tường lại thì sao? Chiếc lá không còn xanh, dòng sông không còn chảy, tiếng bé thơ cười không còn hay, hơi thở không còn đẹp, mọi thứ được trở nên chết chóc, khô khan, mệt mỏi, chán chường. Yes. Nếu mà mình cứ ngày ngày mình suy nghĩ, ngày ngày mình chữ nghĩa, ngày ngày mình kiến thức, mình khô khan vô cùng thật. Nên cái người anh đó nó thể hiện cho cái sự mệt mỏi của một người chỉ biết kiến thức mà không biết thưởng thức sự sống, bởi vì sự sống nằm ngoài kiến thức. Cái bài học thứ ba là người anh nói với người em á là hãy đi ra tranh luận với sự im lặng. Bởi vì sao? Một kẻ ngu ngốc á, một kẻ ngố thì thể hiện ra bên ngoài, người ta sẽ thấy được cái ngố của mình, cho nên im lặng là cách tốt nhất. Đó, im lặng nó tạo ra một sự bí hiểm cho người ngố hơn là nói ra để cho người ta thấy mình cái ngố. Nếu như bạn là người ngố nên im lặng, nhưng nếu bạn là một bậc thánh nhân cũng nên im lặng luôn. Bởi vì bậc thánh nhân họ biết ngôn ngữ không thể chuyển tải cái thứ mà bản thân họ trải nghiệm, mà cái người kia họ lấy ngôn ngữ họ hiểu, mà mình lấy cái thứ trên ngôn ngữ mà mình nói, thì ngôn ngữ nó chỉ là cái phương tiện lợi bất cập hại. Nói như vậy không phải là im lặng không nói, nhưng mà nói đúng lúc, đúng nơi, đúng người, đúng chỗ, người học trò sẵn sàng, người thầy mới nói. Và bậc thánh nhân thường phần lớn là họ im lặng. Họ im lặng không phải vì họ không biết, mà họ biết tất cả nên họ im lặng. Yes. Và với một người khờ dại và một người ở giữa cái sự khờ dại và cái bậc thánh nhân, tức là ở trong cái trạng thái dở dở ương ương, tức là cái anh chàng là một vị tăng, một vị du sĩ kia đó, thì tranh luận là sao? Phải mở miệng nói. Đằng này gặp một người mà không nói được là rơi vào cái bẫy của vị sư anh kia, là anh đem cái kiến thức ra anh tranh luận hơn thua để anh mong có một sự chiến thắng. Thông qua sự chiến thắng đó anh cảm thấy anh tu nhiều hơn, hay anh đắc đạo, hay anh làm gì đó. Nhưng ở đây anh đối diện với một người mà xưa nay cái thói quen của anh chưa có kinh nghiệm đối diện, tức là anh tranh luận bằng miệng. Bây giờ bỏ anh vô một cái chỗ mà anh chưa gặp bao giờ, anh cảm thấy lúng ta lúng túng về mọi kinh nghiệm trước kia rời hết. Cho nên cái người mà dở dở ương ương
nửa tu nửa tỉnh, không hoàn toàn dùng bằng niềm tin, cũng không hoàn toàn là chứng đắc, thì anh sẽ còn tồi tệ hơn là một người không biết gì hết. Không biết gì hết nó giống như bé thơ, đơn thuần là sự sống trong sạch, đơn thuần là sự sống tinh khôi, nó thưởng thức từng nụ cười, từng miếng ăn, mệt thì ngủ, không có biết suy nghĩ, đói thì la, khát thì uống là xong. Cái thứ đó nó tương tự với cái bậc thánh nhân ở chỗ là nó không có nỗi khổ của tinh thần, giống như một con chó hay một con ngỗng, nó không có nỗi khổ của suy nghĩ, nó không có nỗi khổ của cái tôi hình ảnh. Bậc thánh nhân thì vượt lên trên cái nỗi khổ của mê mờ của thân xác, họ giác ngộ vào sử dụng suy nghĩ của họ. Chứ còn người mà ở trong suy nghĩ, ở trong đồng hóa vào cái kiến thức, cái hiểu biết, cái kinh nghiệm của họ đó, họ cho họ là những thứ đó đó, những người đó còn khổ hơn, còn mê, còn đáng thương hơn, còn thua cuộc hơn là cái người một mắt. Cho nên cái cuộc tranh luận này cái người du tăng kia là người thua cuộc. Bây giờ bỏ mình vô cái nơi mình chưa có kinh nghiệm trước đó, đó chính là những chất chồng hiểu biết kiến thức. Cái nghĩa thứ tư đó là nếu chúng ta coi cuộc đời này là một cuộc chiến tranh, tranh đấu, giống như là hai người này tranh luận. Khi mà ta coi cuộc đời này là một sự tranh đấu thì cái việc của ta là đi chiến đấu, yes, và cái mục đích của ta là chiến thắng. Và khi mục đích của cuộc đời là chiến thắng thì tình yêu chân thật và tuệ giác chân thật sẽ nhường chỗ, yes. Khi mục đích của mình là chiến thắng thì những thứ còn lại là tình yêu nè, là sự cảm thông, là cái trí tuệ hiểu biết chân thật phải hy sinh thôi. Khi mà ta là một kẻ chiến đấu, là một người lính hay là một nhà chính trị gia, ta coi thế gian này là cái nơi ta phải kháng cự, thì trong tay ta cầm những trái bom, tay ta cầm một cây súng. Trái bom đó là bom cơ học, vật chất, hay là bom kiến thức, hay là bom tư tưởng, đều giống là bom. Việc của ta là ném ra bên ngoài để đi gieo rắc chiến tranh và gieo rắc chết chóc, hoặc mình chết hoặc người chết. Chiến đấu thì một kẻ thất bại, một kẻ thành công, một kẻ chiến thắng, một kẻ thất bại chứ, phải không nào? Như vậy á, cái người mà đi tìm chân lý, đi tìm sự thương yêu, tuệ giác, tỉnh thức, đích thực, người đó không đi tìm trên cái việc lập thế gian này thành một cái nơi để mình kháng cự, để mình phải là một người chiến đấu, để mình phải trở thành một kẻ chính trị gia, để trong tay mình phải cầm những viên đạn lúc nào cũng sẵn sàng trong tư thế bắn ra để một họ, hai là ta phải chết. Yes. Đó, hàng ngày chúng ta coi thử mình có đang ở trong cái trạng thái chiến đấu hay không. Nếu mình chiến đấu thì mình đã trước một người, mình đã trước một chiếc lá, mình đã trước một sự sống. Lúc nào mình cũng có một cái tâm thái, cái bộ não mình nó lập trình theo kiểu là kháng cự lại với đối tượng, thì làm sao mình có thể thông cảm, hiểu biết và thương yêu đối tượng? Mình không thể thông cảm và chân thật hiểu biết đối tượng nếu như trong đầu mình nó có một cái chương trình đang lập trình để kháng cự đối tượng đó. Yes. Mọi sự kháng cự nó tạo ra sự đối nghịch và nó tạo ra sự hủy diệt, loại trừ. Bây giờ nè, chẳng hạn như mình ngồi mình nói chuyện với một người mà trong đầu mình không có sẵn sàng lắng nghe, dù có mình giả vờ lắng nghe đi chăng nữa, nhưng mình ngồi trong một cái tư thế là trong đầu mình lập trình sẵn những cái thứ người ta nói, ta im lặng cái máy phản pháo ra. Nó không còn là sự lắng nghe nữa, nó là một cuộc tranh luận. Cho nên tranh luận là chiến đấu là phải có chiến thắng, mà chiến thắng là có loại trừ là có hủy diệt, thì nó không có tình yêu chân thật và sự hiểu biết ở đây. Bởi vì chân lý bản chất của nó không phải là sự loại trừ. Chân thật bản chất của tuệ giác, của thương yêu á, nó không có cái sự nhục để mình vinh, không có cái sự thấp để mình cao, không có cái sự thua để mình thắng, không có cái sự thi đậu, thi rớt để mình thi đậu. Hệ thống giáo dục ngày nay của thế gian này là sao? Một chọi một, ai đậu thì mình đó là rớt, mà hễ mình đậu thì người đó phải rớt. Nó luôn là một cuộc chiến đấu. Chẳng hạn như hôm nay 18 điểm mà ta 18 điểm vô được trường nào đấy ta. Yes. Ta luôn tạo ra một cái sự lo lắng nếu như mà ta chiến đấu. Và khi mà ta đậu cái trường đó 18 điểm phải có một người khác 17 điểm rưỡi rớt. Yes. Lúc nào thế gian này cũng ở trong cái trạng thái so sánh, mà so sánh chính là chiến tranh. Nên chúng ta thấy từ khi loài người có thật xuất hiện đến đời này, chưa có bao giờ loài người ngừng chiến đấu.
Nên nếu là một người tìm kiếm chân lý thực sự, tình yêu thực sự, hiểu biết thực sự, tuệ giác, trí tuệ thực sự, người đó không tìm hiểu qua cái cách trở thành một chính trị gia, một người chiến đấu để nắm bom trong người và hủy diệt. Bởi vì tình yêu không có sự loại trừ, cho nên nó không có cần sự thống trị, nó không có sự, không cần sự đàn áp. Và bài học cuối cùng rằng khi mà chúng ta học mà chúng ta không tu á, là chúng ta thành cái đại sách, là cái người du tăng kia hiểu biết kiến thức rất nhiều, cũng giống như người sư anh kia hiểu biết kiến thức rất nhiều mà ta không ứng dụng kiến thức đó, ta sẽ bắt đầu nhìn thực tại cuộc đời thông qua những cái thứ tích lũy trong đầu. Đó là ta giơ ngón tay thì thấy một ngón tay thôi, hoặc là ta giơ hai ngón tay ta thấy là hai ngón tay tự động, ta giơ hai ngón tay do mình trước nghĩ một ngón tay là Phật, người ta giơ hai ngón tay cái mình nghĩ là Phật pháp, do tự mình tạo ra trong đầu mình là Phật trước. Cho nên khi mà có một cái gì đã biểu hiện, cái mình nghĩ cái đó nó cũng tương ứng giống như cái dòng chảy trong đầu mình. Cho nên những gì mình tích lũy mà mình không ứng dụng nó và mình không có khả năng bỏ nó, là cuối cùng nó là cái thứ chướng ngại che đậy sự thật, khiến cho mình không còn chạm được cái thực tại hiện diện đang là cái phút giây hiện tại nữa. Mà kiến thức tích lũy nó là thứ quá khứ xác chết, một cái xác mía không còn nữa, mà mình chỉ đang khô khan và mình mạo danh nó là cái thứ làm cho mình mát rượi để hằng ngày mình dạo, nhưng mà mình trở nên rất là kẹt cỡm và đọc mẫu chuyện mình cảm thấy rất là hợm hình. Như vậy có kiến thức nhưng mà phải có khả năng làm sống dậy kiến thức ấy trong đời sống hàng ngày và chạm được cái thực tại ở phía sau kiến thức đó, tức là ứng dụng cái kiến thức đó vào cho cái thân, chứ không phải kiến thức là nó vô bằng cái đôi mắt và cái tai nghe và nhìn, rồi nếu mình không ứng dụng nó thì nó đi qua cái miệng mà nói với người khác để nó khoe khoang và mình chứng minh. Mình phải cho nó xuống vai, xuống tay, xuống chân, mình phải cho nó đi vào từng tế bào để nó làm hiện diện nên cái sự sống là thân hành. Nếu không khẩu hành là không những lợi bất cập hại mà là kẹt cơm lỗ bịch. Yes. Với kiến thức đó không sao hết, nhưng mà đừng có lấy kiến thức đó nhìn một, nếu mà mình yêu á, mình sẽ nhìn lên bằng trăng sáng thấy chị Hằng, mình nhìn một cái hoa mình nhớ đến người mình thương, và mình nhìn một ngón tay cái mình nghĩ đó là Phật. À, mình có một sự liên hệ. No. Vầng trăng hãy cứ là vầng trăng, hoa hãy là hoa. Tại sao không nhìn, không thấy cái hoa, cái hình tướng, cái màu sắc, cái đẹp của nó mà ngồi tưởng tượng ra một thứ không phải nó, đó là xúc phạm nó. Yes. Và tại sao ngón tay không là ngón tay mà ngón tay phải là Đức Phật? Ngón tay không phải là trăng, ngón tay chỉ trăng thôi. Có nghĩa là học giống như ngày nay, kiến thức giống như ngày nay, Google mở lên không có cái gì có, giống như không có cái gì mà không thể tìm, không thể không thấy được. Như ngày nay kiến thức tràn lan đại hải đó, ngồi ở dưới để hỏi ông thầy này thử ông có biết không, bấm Google coi trước rồi bắt đầu hỏi để so sánh. Nó đâu có làm nên cái giá trị gì, nó chỉ là một trò lố bịch để lấy một cái gì đó cũng đâu phải của anh. À, ánh sáng nhanh hơn âm thanh, anh thể hiện mình có một chút kiến thức, nó đâu có liên hệ với anh đâu, nó không có liên hệ với hiểu biết, và nó không có liên hệ với cái chân thật hạnh phúc hay hết cái đau khổ của mình. Cái việc ở đây á là kiến thức hiểu biết đó nó tuyệt vời nếu như nó là cái bản đồ để chỉ đường cho mình đi, và mình không ngồi trên cái bản đồ đó và nói rằng mình đã đến nơi rồi, mình không tới một cái bản chỉ đường và mình nói à, cái bản chỉ đường đây là con đường đi đến giác ngộ, mà mình tới cái bản chỉ đường đó mình ngồi đó là giống như mình tới cái đích là giác ngộ rồi. Sai. Hoặc là mình ôm cái bản chỉ đường đó thành một cái đống thư viện, một đống sách về nhà, mình dùng cái trong căn phòng và mình ngồi mình đọc những bản chỉ đường đó, mình đọc hàng ngàn bản chỉ đường và mình tưởng lầm là mình đã ở đích. Yes. Hãy để bản chỉ đường là bản chỉ đường, hãy để cho cái chức năng của bản chỉ đường làm cái chức năng của nó, đừng có lấy nó về mà mục đích hóa nó thành cái thứ mà bản thân nó không thể làm được. Hãy để chiếc bè chỉ là chở qua sông, đừng có nghĩ chiếc bè là cái đích mà bản thân nó không thể làm được. Hãy để ngôn ngữ, hãy để mọi thứ mà mình học, nó chỉ là cái thứ mà nó chở mình đi thôi. Và ngược lại, nếu học mà không tu là cái đẩy đường sách, nhưng mà tu mà không học là tu mù.
mù là giống như người em kia, thật là cũng kẹt cỡm và lố bịch như thường. Đó là một người tăng sĩ tới, người ta muốn học, người ta muốn cầu đạo, mà nghĩ người ta nhục mạ mình, đang người ta đưa một tay lên, nghĩ người ta nói mình có một mắt, với trong lòng của mình lúc nào cũng nghĩ là mình là cái người thiếu phước, là người bị xã hội này ruồng bỏ, mình là khác biệt, cho nên lúc nào cũng có cái tự ti trong lòng và nghĩ người ta xúc phạm cái tự ti đó. Khi mà trong đầu của mình mà có một thứ gì đó thì mình sẽ thấy thế gian qua cái thứ đó trong đầu mình. Mình không thể làm cái thứ gì mà trong lòng mình có thứ đó. Yes. Cho nên những cái thứ mà mình thấy mình làm nó thực ra không phải là do cái thực tại bên ngoài đâu, nhưng mà đó là nó biểu hiện tâm thức của mình ra ngoài. Cho nên người em cũng lố bịch, cũng kẹt kẽm như thường khi mà tu mà không học. Giống như vậy, làm sao mà để tao có thể không học mà tao thi đậu đi bác sĩ? Tốt hết á là anh đừng có thi đậu, bởi vì anh thi đậu đi bác sĩ là anh sẽ đi giết người hàng loạt. Chết. Tốt hết là anh đừng có trở thành một tu sĩ nếu như anh không học. Bởi vì anh trở thành một tu sĩ là cái chỗ nương tựa tâm linh cho người ta, mà anh không học anh sẽ trở nên một cái nơi mê tín để cho người ta vào cầu xin, và anh trở nên bí hiểm một cách gì đó để anh làm một người truyền nhân cho Thượng Đế, cho Phật, để thông qua đó người ta cung kính Phật, người ta cung kính anh. Cho nên là người tu sĩ ta phải học cho thật nhiều, ta phải biết cho thật nhiều, tuần tự những cái giá trị tu hành từ thấp cho đến cao, để bản thân mình ứng dụng và bản thân mình chia sẻ sự ứng dụng đó ra bên ngoài. Nếu không mình sẽ trở nên những người em kia. Cho nên cái mà ta có thể áp dụng ở đây á, trở nên người anh, trở nên một du sĩ hay trở nên một cái người em này đều là không nên hết. Ta phải ở cái mức độ trung đạo, là ở cả hai đó, ứng dụng những kiến thức này và vào trong đời sống, không đồng hóa mình những kiến thức đó, không thỏa mãn với những thứ đó, rồi phải liên tục học hành và phải sống một đời trong mỗi phút giây ở trong hiện tại và tinh khôi và mới mẻ ở trong cái sự sống. Và nhìn cái hoa là thấy cái hoa, nhìn trăng là thấy trăng, nhìn ngón tay là thấy ngón tay, không nhìn ngón tay mà tưởng là Phật. Như vậy cái mà ta áp dụng hàng ngày, hai bài học chúng ta có thể đúc kết lại. Hàng ngày ta sống, ta coi thử mình có đang coi cuộc đời là một cái chiến trường để mà mình chiến đấu, và mục đích của mình là chiến thắng, và cái còn lại là phải thất bại để mà mình là cái người nắm giữ chân lý, và cái còn lại phải bị cái chân lý của mình, cái chân lý của cái ta này thống trị hay không. Chân lý bản thân nó là chiến thắng, chứ không phải một kẻ chiến thắng rồi sở hữu chân lý. Cho nên ai mà có chân lý, ai mà trở nên chân lý thì người đó chiến thắng, chứ không phải là người mà chiến thắng rồi có người đó sở hữu chân lý, là có người kia thất bại là phải bị cái chân lý của cái tôi của mình đồng hóa vào và thống trị. Yes. Coi thử hàng ngày ta có đi yêu một người, ta thương một người mà ta muốn mình hơn họ, để thông qua đó mình tiền nhiều hơn, mình tài năng hơn, mình giỏi giang hơn, bằng cấp cao hơn, là mình nắm giữ chân lý. Rồi người kia phải lắng nghe cái chân lý của mình. Và cái chân lý đó là cái chân lý thống trị, loại trừ và hủy diệt, chứ không phải chân lý của tình thương và hiểu biết chân thật. Rồi cái còn lại nữa là hàng ngày cái công việc ta làm, cái chức năng ta giữ, nó có cái hiểu biết chân thật của ta trong đó hay không. Nếu không ta sẽ kẹt cỡm và hợm hỉnh vô cùng. Và khi mà ta có những kiến thức hiểu biết đó, là ta cứ học đi, ta cứ hiểu biết đi, ta cứ lượm lật thật nhiều những đóa hoa chữ nghĩa ở trong cái vườn kiến thức đó, nhưng ta cũng bỏ thời gian tương tự một nửa còn lại để chạm vào những đóa hoa thực tại lung linh ở ngoài kia, chứ không phải đóng bốn bức tường lại và để chữ nghĩa ở trong đầu rồi ta đi ra ngoài lúc nào ta cũng cảm thấy mệt mỏi, căng thẳng, khó chịu, nặng nề với đống kiến thức đó, để cho đóa hoa bên đường không còn đẹp, để cho tiếng chim kêu, bầu trời xanh, mây nhẹ bay, hơi thở sâu và tỉnh này trở nên khô cằn và chết chóc. Đấy. Đó là ý nghĩa cái bài học mà chúng ta có thể rút ra qua mối chuyện này. Con cũng gửi đến cho chư vị thiền hữu tri thức cùng với con một ngày ứng dụng hành trì và có chút tứ tẩm làm mát dịu. 34 tiếng thực tập. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.